抓不紧的，开始了，变身，呀，呵，啊，任务结束。 Nhân dịp MOBA Day 5v5 sắp tới thì HET cũng có một slot trang phục nha anh chị em bà con cô bác ơi. Ngoại hình thì quá đẹp ngầu như cái bồn cầu rồi, nhưng mà hiệu ứng kỹ năng của trang phục đó thì hơi mờ với cái nền của map. Thành ra nhiều anh em chê rằng bạch vô thường tuyệt sắc và chê trang phục khá nhiều, nhưng mình thấy thì cứ đẹp trai là nhiều anh em, nhiều chị em mê rồi đúng không? Hai số S thôi chứ. Tất nhiên thì hai số S không đẹp bằng ba số S, nhưng chắc chắn giá sẽ rẻ hơn. Và những em yêu thích Hayate, yêu thích đánh team vào vị tướng AD của cao thủ thì sức thôi chứ sao phải sắn anh em nhở. Đấy, Hayate trên tay của MOBA là chủ ăn hôi rồi, chơi vị tướng gì cũng phải ăn hôi. Đứng xa đánh thường và phóng chân một thôi, giữ chiêu 2 khi mình còn ít máu nha, có thể nuôi về để chiêu rất là tốt luôn. ET thì đối đầu với những vị tướng tay dài hơn, những vị tướng mà có cái choáng thì cũng khá là khó. Nhưng mà Erin thì nó đưa anh em ơi. Cùng lắm thì đóng cái huân chung choi thôi, đánh thương. Rồi, chuẩn bị cháy chiếc cuối vô. Rồi, chiêu 2 lưu về phóng chiếc 1 ngược lại, nhưng không cần thiết anh em ơi. Trước này thì Grax thì cần gấp 2 là sẽ có một AD2 nhá. Ấy, 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 chưa có đâu 4 á. Và có thì mình vẫn còn chiêu 2 cơ. Nói chung là chơi AT là vị tướng mà các bạn cần phải đủ độ nhanh khi sử dụng ảnh biến chiêu 2 để đánh chiêu và giữ vị trí tốt để đánh thường và phóng chiêu 1. Cộng với là phải phóng chiêu 1 chuẩn xác nhé. Cứ đánh thường phóng chiêu 1 thôi, sáng chiêu cuối vô, dùng chiêu 2 để lui về tiếp tục phóng chiêu 1 ngược lại anh em ơi. Đó là combo của AT. Thanh tẩy mà mình sáng tốc biến anh em ơi, và chơi tốc biến thì có gì hay. Đó là mình có thể chạy nhanh hơn, nhưng mà ví dụ bị bạn Erin dùng chiêu cuối dí thì mình hết chiêu rồi. Cái chiêu 2 chiêu cuối rồi mình có thể dùng tốc biến để chạy nha. Hoặc là thấy team bạn tới thì yêu máu thì có tốc biến chạy nhanh, hoặc là nếu mà mình dùng chiêu cuối tốc biến cũng có thể tạo lên một cái combo của báo hơn với sự hỗ trợ của Grax. Grax thì cần gấp hay là có mạng ngay nha. Kéo. Ôi kéo rồi, chiêu 1 trúng rồi, xoáy chụp cuối vô, chiêu 2 lui về. Rất đơn giản phải không anh em ơi? Nhưng mà vị tướng này thì nói chung là anh em phải có kỹ năng farm tốt, giữ vị trí tốt thời điểm đầu game để farm được đồ. Cái này hoàn toàn có thể hoạt động độc lập được, nhưng mà chúng ta cần phải tinh map và đánh chiêu tốt thì anh em mới có thể hoạt động được nhé. Chứ không là cứ có bảo kê là mới dễ chơi. Cái này thì mình quá dễ chơi bởi có bảo kê rồi. Đồ đạc thì cứ đóng đồ cũ thôi. Khẩu hiệu cũng vậy, mà ngọc thì cũng thế nha anh em nhé. Thế là không có gì mới mẻ trong việc chơi HET đâu. Quan trọng là có trang phục mới thôi anh em ơi. Nói chung thì hai số S thì không thể so sánh được với ba số S Tu Di Thánh Đế hay Tử Thần, nhưng mà rẻ hơn thì chắc chắn là sẽ anh em tốn ít tiền hơn và nhiều bạn có thể mua được hơn. Tức là hai HET có nhiều siêu phẩm quá nên là trang phục này cũng khá đu mờ trong cái dàn trang phục trong dịp MOBA Day 5v5. Chiến đội phủ đêm, tên không biết tại sao đặt như thế, hay quá. Nhưng Didac cũng có quả đặt chiêu cuối khiến cho Lacrosse không làm gì được mình nha mời. Erin cũng thế luôn. Có ai? Đồng đội từ Grax đến Mid đều hay hơn. Ở phía lên top thì đe đường hoàn toàn, chỉ có lên rừng thì hòa đường với team bạn thôi, nhưng mà Sestia thì cần farm và đợi thêm thôi. Top thì mỗi khi cũng có cửa ăn được Omen, thành ra là game quá dễ mọi người ơi. Có khi bây giờ phải đảo lên hỗ trợ team, nhưng mà đảo lâu quá nhiều quá thì cũng có thể là mất trụ đấy. Ok anh em nhớ like clip ủng hộ MOBA để ra nhiều clip hay hơn nha anh em ơi. Đồng thời thì cũng đừng quên hãy nhớ comment ký tự bất kỳ trên kênh để lại dấu vết trên kênh của MOBA.
Và anh em chưa có đích chơi game dịp hè này thì cũng nhớ mình có một shop mua Việt của Mobile nhé. Anh em biết shop của mình vô shop mua Lick Pro thì cứ vô shop cũ mà mua thôi. Bởi shop mình hoạt động từ trước đến nay chưa có thay đổi gì hết, vẫn là shop cũ của Mobile Việt. Đấy, mỗi tội thì bây giờ mình không để link shop, không để hình ảnh shop trên video clip mới được. Thành ra thì nhiều anh em cứ nghĩ là Mobile không có cung cấp link cho anh em chơi game nữa. Đây là anh em không ủng hộ mình, nhưng mà thực ra thì vẫn còn anh em nha. Phải chúc cuối cái này. Rồi, quá hay. Mặc dù không có lộ tại đánh thường anh chơi 1 nhưng mà có Glass hỗ trợ nên là đánh khá là dễ anh em ơi. Các bạn có thể vô những clip cũ của mình, để vô link shop ở phần mô tả. Các bạn có thể vô trang chủ kênh YouTube của mình nha. Rồi những clip trên trang chủ, đấy mình để những clip cũ. Và anh em vô clip cũ, các bạn vô phần mô tả, link shop ở phần mô tả luôn. Còn anh em cũng có thể vô những clip mới ở phần comment game. Mình sẽ để tên shop ở đó, anh em copy tên shop vô trình duyệt ra kết quả đầu tiên anh em nhé. Anh em thông cảm cho Mova với cái sự hơi dài dòng thế này, bởi vì hiện tại là bọn mình không để link shop trực tiếp được. Các bạn thông cảm Mova và các YouTuber nhé. Đấy, trận này có Grax đúng đánh dễ thật anh em ơi. Được bảo kê đấy chứ. ET hoạt động độc lập còn ngon, tiếp tục bảo kê thế này thì càng bá hơn anh em ơi. Đấy, thần thánh rồi. Cái lúc sau mà chơi rồi, cần tấn địch thì cứ bị Grax kéo về cho mình bắn thôi. Cực kỳ easy. Đợi thêm cái điều Hyoga nữa thì đánh sẽ rất là dễ. Và không sợ Erin anh em nhé. Dừng cũng farm rất là tốt luôn. Omen thì lấy 3 trụ, ngũ quỷ không cản được, còn team bạn thì không hỗ trợ ngũ quỷ. Mặc dù bên kia có con bài Tích Ghi, rồi Erin, Naglock, nhưng mà không ăn được team mình. Ngộ làm gì vậy? Arwin cũng thế, nào ra làm chi? Nào ra làm chi? Úi, bị choáng chưa? Cay thế nhở? Nhưng mà không sao, vẫn còn chưa một anh em ơi. Ok, 7 phút 9 mạng, xanh không thể đỡ được rồi. Còn được farm nhiều như thế này, đồ thì cũng sắp full. Một con này là con tướng AD mà đồ nó cũng rất là rẻ. Anh em mà chơi xanh một tí này anh em rất là nhanh full đồ nhé. Thành ra chơi AT mà các bạn không gánh được team thì anh em hãy luyện thật kỹ thêm đi. Đấy, giữ vị trí là tốt rồi, tay được nhanh hơn. Tài chụp với Lavo thì đúng lúc đúng thời điểm. Đấy, team mình có khống chế và team bạn hết khống chế thì mình Lavo. Team bạn yếu máu chắc chắn phải Lavo mà ăn rồi. Wow, ui ngộ quả choáng hay quá anh em ơi. Mà gõ vô Grax mình lại bị xính đam chí mạng nhá. Ghê thiệt sự. Nhưng mà ngộ ơi làm cái gì vậy? Gặp anh Omen với Sinatra thì mình sao đỡ, thì mình khỏe cả team anh em nhá. Thực ra đánh rất là dễ luôn. Về thôi, yếu máu hết rồi mọi người ơi. Khi anh em chơi AD mà anh em muốn hack vàng, khi mà anh em yếu máu, anh em về lượng cục máu ở trong trụ, sau đó anh em đi farm hết cánh rừng, cả anh em sẽ lớn rất nhanh, các bạn có đồ rất là nhanh nhá. Còn anh em mà auto là yếu máu biến về thì mọi người sẽ không hack tiền ở đâu. Tạo thành một cái thói quen đó đi anh em ơi, để các bạn có lượng tiền nhiều khi mà chơi vị trí AD hoặc là vị trí rừng nhá. Vị trí rừng chúng ta cũng phải làm thế anh em ơi. Tất nhiên là FP hay là mid thì không nên làm thế rồi. Mid đi. Ủa, gì vậy, rồng sao khỏe thế? Có từng sức mạnh của rồng à, Sinetria ơi. Đó, ok, mình chỉ còn một đồ nữa thôi là full đấy các bạn ơi. Quả chết nó hơi bị phong cách ranh đồng của rừng team mình. Đấy, gấp đúng quá bạn ơi. Kìa, xoáy lên tốc biến theo, chạy đằng trời bạn, tốc biến hơi chậm nha. Rồi, vừa một mạng cho hay tè, anh em thấy chưa? Quá mạnh luôn. Không phải đam kiểu đam to nhưng mà đam liên tục. Đấy, lại còn ăn hơi 2 chút 9 phút 12 mạng. Sao mà đỡ được đây? 9 phút 13 mạng, à không, sang phút thứ 10 rồi anh em ơi. 14 mạng, trời ơi,
sao mà đỡ. Đã hay rồi còn ăn hôi hay ba đường mega chắc cú win rồi. Mình cứ phun đồ ngay phút thứ 10 thôi anh em ơi. Và có lẽ thì video clip MOBA trời hay te thì đến hết rồi. Thế thôi anh em, hẹn gặp lại trong clip tiếp theo. Bye bye nha.